Cám có trang điểm cô dâu tại nhà không? Ở đâu cám cũng phi châu tới hết nha. Xóm bạn làm gì? Yêu cầu tôi làm lại video hậu trường này quá nhiều nữa, nên tôi sẽ up hậu trường video này nha. Mày quay vậy, mày quay đường nào nữa? Cái cảnh lật xuồng như vậy thì trời ơi, tôi phải quay đi quay lại hình như hơn 20 lần đó mọi người, lật 20 lần. Mày lấy mình cầm lên. Lên, quay lại. Clip này thì đã suy nghĩ kịch bản trong đầu hết rồi, nhưng mà tới thời kỳ đi quay thì hên xui đó mọi người. Lên, quay lại. Nhìn cái clip nhẹ nhàng vậy thôi chứ ngoài mỗi lần ập xuống vậy là phải lật chiếc xuồng lại đó mọi người. Rồi tát hết nước ra quay lại. Mình nghĩ mình không có chơi cái trò này nữa mọi người. Mình lỡ xong xuôi công chuyện nè, xong giả xuồng. Chơi vui chị em vui vẻ. Chị em mình vui vẻ. Mỗi lần chui từ nước lên đầu tiên là cái câu này phải hỏi. Quay được không? Cũng may là điện thoại tụi mình chống nước không thì thấy bà rồi đó mọi người. Mình thôi thì mình quay có một mình nàng nhân về quê mình chơi 2 tháng nên nó đi quay chúng mình. Cái tác luôn là quay nhiều nhưng mà hả cắt ra là không được nhiều hết trơn á. Lúc này em quay gần xong rồi nè mọi người, đang quyết định chụp hình thumbnail đó quý vị. Thumbnail gì vậy? À vui bảo là đi quay này dễ không chết có gì đâu khó, thì mọi người đi quay thử đi còn mọi người biết ha. Quay clip cho tôi nha chứ quay clip như người ta. Clip này em quay sương sương em ngâm nước có 2 tiếng hồ mọi người. Đúng rồi đó, quay clip cái cảnh này không quay clip ngâm nước có 2 tiếng hồ thôi. Ai biết bơi hãy đi quay này nha mọi người. Nhiều quá nó bự á, thôi tôi đi đây, bye bye. Chừng nào có điểm trên vậy tao coi này. Đâu có, trời ơi, đâu có đâu, không có đâu. Không có đâu nè. Cái gì bắt rồi.
ngữ, học sinh trung bình. Hả? Đó, mày thấy chưa? Trời ơi, nghe nói hả, đi học đâu, đi học đâu ba. Tức là đi chơi không à, không học bài, học hành gì trơn á. Đâu có, đâu chơi game đâu. À, học cho lánh vô học sinh trung bình. Không có có. Em nói đi chơi game quá trời luôn, con thấy bỏ game nè. Con mày chạy mà cũng nhắc nhở, không có nghe luôn á, thử liền á. Tao nói cho mày biết nghe, mày mà học không đàng hoàng, mà cho mày đi bóc bọc cho mày coi. Mày biết, biết con khổ như cánh với tên nào. Ừ, cái còn mày sao? Thôi rồi nè, con có lì lợn như nó đâu, bây giờ điểm có cao đó, đừng có lo. Lấy chị mà học hành đàng hoàng không, nó có sợ như mày. Ngu như gì vậy? Hả? Giọng ca vàng trong gió đi vào, dắt sang một bên hết đi nào. Là quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Hả? Người ta quay TikTok dễ lắm, còn đây là tôi khi quay. Trời ơi em gái dạo này khỏe không? Trời mấy tháng dịch rồi chị mới qua thăm chơi với cưng nè. À chị, mới qua chơi hả? Chị qua kiếm em cái gì không? Tao định rủ mày chiều nay rảnh rảnh đi sắm vàng, coi sắm 5-7 cây vàng về để chọi lon chơi. Trời ơi 3-4 tháng dịch dạo kỳ này chị mừng ăn được quá. Mà đi sắm vàng, chắc là anh thợ mộc hả chị? Mùa này có bộ đất khách à. Ủa? Sao mùa này mà làm thợ mộc giàu? Đâu có gì đâu, thì đó thì em nói sai, hiểu thì hiểu à. Chuyện này mệt quá. Trời ơi mày coi nè, coi nè, coi nè, thấy không, thấy không? Điện thoại xịn không? Mới mua luôn. Trời ơi đẹp không, đẹp không, đẹp không? 10 mấy triệu con tao mới sắm cho tao đó mày. Trời em làm gì mà có tiền xài điện thoại gì 10 mấy triệu như chị em còn xài cục gạch đi nè. Hoài con chị nó mua cái 10 mấy triệu này cho chị hả? Chủ yếu để cho chị hát karaoke thôi đó cưng. Có em sang chảnh hơn ai đâu. Thôi chị đợi em xíu đi, cho gà cho vịt ăn cái đi, rồi em vô nói chuyện với chị ha. Làm đi. Mới cho gà cho vịt ăn xong rồi vô ngồi nói chuyện chơi. Gà hôm nay chắc ngon á. Là xịn nè. Trước Tết tôi coi có gì không má? Ủa ý à, tiền lì xì của mày được nhiêu ai? Điếm chưa? Đưa má cắt cho nè. Có điếm đâu mà thôi, con tự cắt à. Qua Tết mua cái áo thì cũng thích lắm. Vậy đưa tao cắt cho mày ơi, tao không có lấy đâu mà muốn mua gì cho đưa lại cho mua. Không có mất đâu, không bỏ heo được. Đây đây có đâu, tao không có lấy của mày xài đâu. Báo Mỹ của mày có nhiêu đâu mà tao xài. Đưa tao cắt cho nè, tao mất hết uổng cách mà. Nghĩ nhanh không, đưa má cắt cho nè. Trời ơi muốn mua gì nói, tao đưa tiền cho mua. Sao chết. Má ơi cho con xin 300 ngàn để mua cáo mới đi. Tiền gì mà mua. Trời ơi đồ đạc bẩn nhất đâu, mua gì mà mua, mày tiền đâu mà chết. Xin đâu thì lì xì tết của con mới đưa con lại con đi mua là được rồi. Mẹ xưa giờ tiền đi học, tiền đi chơi, tiền đi đủ chứ đâu. Con tách tiền lì xì bây giờ nó trả tiền lì xì tết con lại đi. Có mấy đồng bạc sao mà không tính tiền ăn và tiền nước, tiền điện, tiền nhà, tiền ở. Trời ơi tiền gì mà tiền, còn tiền đâu mà tiền. Tiền gì mà tiền coi. Tức cái lòng ngực gỡ ngang có gì luôn vậy má.